Chào mọi người đã đến với lại kênh Nông nghiệp sinh thái. Thì mình là Vũ, quản lý kỹ thuật của team công bên Kỳ Yến đây. Thì tiếp tục cái lý ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người là cách phòng dịch hại. Thì cái này thì do nó là một cái nội dung tổng thể chung nên không cần thiết phải là mình quay chi tiết vào, thì mọi người có thể ngồi nghe mình chia sẻ thì cũng được rồi. Thì phòng ấy thì tốt nhất là nên phòng tất cả mọi thứ, nông nghiệp khu vườn cũng thế, là về dịch hại thì chúng ta nên phòng là tốt nhất. Rồi khi mà đã xảy ra dịch thì chúng ta tìm cách trừ thì nó cũng đã có thiệt hại và mất căn bản khu vườn của mình rồi, thì nó không hay bằng cái loại gọi là phòng. Thì và cái phòng mà phòng trong cái dưới góc nhìn nhà nông nghiệp sinh thái ấy, thì nó là một quá trình cân bằng tính đa dạng sinh học của khu vườn và tốn rất là nhiều thời gian, nên nhiều thời gian đấy không biết được được đâu và không phải đơn giản đâu, nên rất là nhiều bà con nông dân là không theo cái phương pháp này và dùng bảo vệ thực vật hay dùng hóa chất nông nghiệp thì sẽ có hiệu quả tức thời hơn. Nhưng mà dưới góc nhìn về sinh thái thì để mà có được cái phòng trừ phòng bệnh hiệu quả thì phải tạo được cái môi trường cân bằng, là các hệ vi sinh vật trong đất hay các loài trong đất nó phải cân bằng với nhau. Khi đạt được sự cân bằng thì khu vực sẽ ổn định và không có loài nào phát triển quá mức để gây ra dịch hại cả. Thì cái cách làm thì như trồng luân canh, đa canh, trồng xen canh trong khu vườn, trồng cây cao tán, rồi không thường sử dụng hóa chất, rồi thuốc bảo vệ thực vật, và trồng các loại cây dẫn dụ thiên địch hay cây thiên địch kiểu như thế. Thì khi chúng ta làm như thế, đấy là những cách mà chúng ta duy trì được cái hệ sinh thái. Còn ít là mà mình muốn tăng tính đa dạng cho vườn thì chi tiết hơn tí ấy, thì cái dịch hại ấy, thì chúng ta hiểu là do sự mất cân bằng của cái hệ sinh thái của vườn mình, là có nghĩa khi một loài nó phát triển quá mức số lượng cho phép thì nó sẽ gây ra dịch. Thì chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao có sự mất cân bằng này thì chúng ta điều chỉnh chỗ đó là ổn nhất nha mọi người. Và một cái nữa là khi mà thì cách duy trì ấy, thì cũng như mình nói đó là tạo một cái môi trường bền vững, thì mình cũng là trồng cây xen canh đa canh rồi trồng rất nhiều cây vào, nhưng phải có nghiên cứu và có cách trong khu vườn các loại cây phải thích hợp với nhau, phải hỗ trợ lẫn nhau, là nói chung phải một quá trình dài nghiên cứu trên khu vườn của mình chứ không phải là một năm mà chúng ta có thể làm được cây. Điều này là rất là khó, một một năm mà để làm được qua ngay thì đúng hiểu chi tiết những điều này đúng cái khu vườn của mình thì rất là khó nha mọi người. Và chúng ta có nghĩa là làm mọi cách đốt bón hữu cơ cho đất, nói chung là phân hữu cơ mục đích là làm chi, để cho nó là nguồn thức ăn cho các loài vi sinh vật, chứ phân hóa học thì nó không 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 là nguồn thức ăn được. Và cây cao tán rồi những cây xen canh rồi những cây tương hỗ rồi những cây thiên địch, nói chung phải nhiều thứ vào. Đó là cách duy trì một hệ sinh thái bền vững, và khi chúng ta mà khu vườn chúng ta mà có dấu hiệu thì chúng ta phải tìm hiểu à vì sao như thế, nó có problem gì thì chúng ta phải fix lại ngay chỗ đấy. Thì thì thêm cái nữa là khi mà xảy ra vấn đề ấy, thì đa phần mọi người là mình ấy khi xảy ra vấn đề thì chúng ta lại tìm cái cách nào để mà giải quyết nó an toàn nhất, mà dưới góc nhìn nhân thái của mình thì mình vẫn là tìm lại sự cân bằng của khu vườn của mình thôi, chứ mình không dùng bảo vệ thực vật nha mọi người. Thì các phương pháp mà quản lý dịch hại của vườn mình ấy thì giống ấy, thì phải chọn giống sạch là bệnh này, rồi đất là phải đất không nhiễm bệnh này, và các loại cây mà trồng sang trong vườn thì phải đảm bảo tiêu chí là tương hỗ không có gây bệnh cho cây trồng chính, rồi các loại cây khác. Nói chung nói quanh đi quẩn lại thì cái vấn đề này mình cũng là chung lại một cái là phải cố gắng làm sao
tạo được mọi sinh thái cân bằng. Có thể nói đây thì mọi người sẽ hơi khó hiểu thật, vì cái này nếu mà những ai mà đã tìm hiểu về nông nghiệp sinh thái thì chúng ta có thể biết, nhưng hoặc là những người nào mà chưa làm nông nghiệp lần nào hoặc là mới nghe lần đầu thì cái này sẽ không hiểu được. Nhưng đừng có lo, thì mọi người nếu mà chưa hiểu thì cứ thêm nhiều clip của mình làm thì lần lần mọi người sẽ hiểu hết nhé. Thì cái này là mình sẽ giải thích thêm chi tiết hơn về những clip mình đã làm trước đây rồi, thế này mình nói chi tiết hơn tí thôi. Thì clip này mình nói về cái gọi là phòng dịch hại của vườn mình thì chung lại chỉ có một thứ, đó là cân bằng về hệ sinh, luôn luôn giữ cái hệ sinh thái trong vườn mình được cân bằng là ok, đó là câu chốt đấy nhá. Rồi thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian của mình xem hết video này, và dù sao thì nếu mọi người mà thấy hay thì nhớ nút đăng ký kênh giúp mình nhé. Rồi hẹn gặp mọi người những clip sau của mình nhé.